Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin giảm nghèo đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tây Ninh tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. Nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo. Hoạt động ủy thác vay vốn chính sách được ghi nhận ở mức tăng Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý và ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã tiếp nhận thụ lý và phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng 145 vụ, cho 145 người thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Trong đó lĩnh vực hình sự là 126 vụ, lĩnh vực dân sự là 16 vụ, lĩnh vực hành chính là 2 vụ, lĩnh vực pháp luật khác 1 vụ. Thực hiện 10 đợt cấp phát 2.400 tài liệu, tờ gấp pháp luật cho gần 400 lượt người tham dự, tư dẫn pháp luật 21 vụ cho 21 người, tư dẫn pháp luật tại trụ sở cho 42 lượt người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, về công tác giảm nghèo, tỉnh đã phê duyệt 77 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để mua sắm cây, con giống, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho trên 600 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật không có sinh kế ổn định, với kinh phí hỗ trợ gần 13,2 tỷ đồng. Về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, toàn tỉnh đã tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm, thu hút 37 doanh nghiệp và trên 2.000 lượt người tham dự. Tổ chức được 11 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thưa quý vị, mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025 được quy định cụ thể tại nghị định số 50 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau. Về mức hỗ trợ theo dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 50% tổng chi phí, nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng thực hiện một dự án kế hoạch liên kết. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 60% tổng chi phí, nhưng tối đa không quá 360 triệu đồng thực hiện một dự án. Về mức hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất cung ứng dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi đối với đối tượng tham gia theo thực tế từng dự án. Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ tối đa là 25 triệu đồng một hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại, mức hỗ trợ tối đa 23 triệu đồng một hộ. Hộ mới thoát nghèo, mức hỗ trợ tối đa 21 triệu đồng một hộ. Người khuyết tật không có sinh kế ổn định, mức hỗ trợ tối đa 21 triệu đồng một người. Trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện giải ngân cho vay đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian qua, công tác phối hợp thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Các cấp các ngành có liên quan tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến hết tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đạt hơn 535 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian còn lại của năm, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tích cực triển khai thực hiện giải ngân, tăng trưởng dư nợ tín dụng hoàn thành 100% kế hoạch được giao tăng trưởng năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành vừa có buổi kiểm tra thẩm định mô hình bà biết bà có của các hội viên phụ nữ tổ 13 xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành. Mô hình được triển khai với bà có gồm có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng và có nguồn lực tổ chức hoạt động. Bà biết gồm biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên và biết nhu cầu hội viên. Thời gian qua, các hội viên phụ nữ tổ 13 xã Hòa Thành đã tích cực tham gia các công tác dân dân, quan tâm chăm lo cho đời sống hội viên phụ nữ khó khăn tại địa bàn, đặc biệt là các chị em dân tộc thiểu số, nắm chắc hoàn cảnh của chị em để xây dựng kế hoạch giúp đỡ so đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Việc thẩm định mô hình nhằm đánh giá hiệu quả trong việc triển khai các mô hình đã đăng ký của các chi tổ hội tại địa phương, từ đó phát huy những mặt làm được và khắc phục những mặt chưa làm được, góp phần xây dựng hội vững mạnh. quý khán giả thân mến bản tin giảm nghèo đa chiều kỳ này xin được phép khép lại tại đây cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt